Rồi, test hàng thử nha. Đây, may xong rồi. Thì có rất nhiều cách may nhưng mà mình thấy cách may này là ok nhất các bạn nhé. Rất là cứng. Thì mình có rất nhiều cách may nhưng mà mình thấy cách may này là hiệu quả nhất và đẹp nhất. Còn cách nữa là mình sẽ dùng ba đuổi. Đặt lên mình ủi. Nhưng mà thấy cách này không khả thi. Thì mọi người xem video nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh YouTube nhé, để theo dõi những cái video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nuôi dế hiệu quả. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.